Lên sau Leona top dam, trời mấy ông toàn yêu cầu cái đường mà tôi không cho tôi đánh không nè, làm sao mà đánh rồi cho tôi cái đường mà win chứ. Họ yêu cầu cái gì đó không, nhưng mà tôi thích. Nhưng mà tôi thích. Ý kiến là được. Tôi thích. Chát đi mà bự bự lên coi, đi cấp 2 qua ganh luôn. Ganh đâu? Ganh nhà nó. Đá đi mày. Đá đi. À thằng này AB. AB nè. Mày AB hả mày? chạy này giống quánh chị kìa, rip đánh nó, rip quánh tôi kìa, rip quánh nó, rip chạy đau đông ơi đông anh ơi, ông anh đánh hơi đau rồi đấy. Tôi gạt thuốc rồi, đây để lấy đồ gạt thuốc. Cứu em nó, thằng em nè anh ơi. Đâu anh ơi. Mày dính sắp mặt lại em anh ơi. Thôi xong rồi đó. Đợi cô lũ rồi đó. Ép liều có access luôn, ngon. Trời ơi, mua cái đồ cướp luôn mẹ ơi. Quá dữ dằn dện. Cho ép liều một access luôn kìa. Rêu mới vô nó mạnh thôi, giờ ra đập nó. Giờ ra đập nó sắp mặt lời nữa nè. Trời. Trời ơi. Trời ơi, nghĩ gì vậy ông nội? Nghĩ gì vậy ba? Nghĩ gì mà ba e lên như thiệt vậy ba? Coi tôi không có ra cái gì hết trơn à. Tôi vẫn chơi à. Vẫn chơi à. Nghĩ gì á. Thấy tôi ăn hiền cái ăn hiếp à. Ngay tóc ướt rồi, tóc ướt đó. Tóc khô đi anh, đội cái nón lên cho. Biết anh là ai. Nghe tiếng có thể đây. Nói tai mình tỉnh quá. Thấy bộ đồ cỏ. Người đi đường giữa. Người đi đường giữa. Ôi, tim tôi fit hả ta.
coi bot này top 2. Ui ui má, top solo kêu ha, thua hai mạng rồi vãi đái vậy. Không, event không gank luôn, event chưa gank luôn mà anh thiết rồi. Ước gì Riven ra dần. Ồ, Riven trên top rồi. Riven mà ra đây là tôi giết luôn, cái về mua đồ lẹ. Vậy quay xe ra rồi, để xe ra là về, nó cho dù nó có đẩy lan mình cũng được, không có mất clip nhiều đó, mấy cái kinh nghiệm đi lan đó. Em lần em còn anh thì ngồi ngân rồi, đây rút cố lên ông ơi. Một mạng lại rồi, đi xin gan trong mạng rồi, đi xin gan trong mạng mà ông thô lan nó là nghỉ nha, bữa luôn. Trời ơi, người ta lên người ta đánh thường một cái của người ta bữa ông nội ơi, lát lên thì đánh thường một cái rồi bữa. Mất E thì chết đi. Quyết đoán lắm, quyết đoán lắm. Quyết đoán lắm. Quyết đoán lắm. Trời ơi, Fiora kêu lên đi. Đang lập công liên tục. Nói gì đi. Lập công liên tục luôn. On xà rong bỏng tê. Ô, Darius ăn lại được rồi kìa. Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi nãy giờ tôi nói không quá ai ngờ. Không ngờ ông lại làm. Vừa khen xong, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thôi tôi chơi nó đi, tôi chơi nó giết lại hai mạng mà tôi khen nó chết lại kìa. Má ngà đây rút ốc chó thiệt chứ. Rút ốc chó giết liền qua đây rút đây. Tôi mới chửi ông đó. Chửi ông cái mới chơi ông cái là ông giết hai mạng xong rồi khen ông cái cái. Khen ông cái ông chết. Thằng này nó ưa thân lừa ưa nặng ha. Má vừa khen cái chết rồi. Ơ cái gì? Quất phát lắc. Bịt xe rồi. Vài đáy à. Xe làm đâu?
Cái ngáo đi xe lần đây. Đau thôi nha. Đau đó. Ây da, bà mẹ Việt Nam anh hùng, vãi đái. Nó hấp mà nè, không chặn tường được. Rồi anh xin làm gì đây, anh ta đã quyết định băng chủ. Xong rồi mà tưởng nó hết anti rồi, ai dạ nó còn anti mà hai thằng. Má đây thằng đó nó còn anti mà sao giờ tôi chửi nó cũng fit nữa, là sao ta, giờ sao ta, khen hay chửi ta? Bà mẹ mày giận thiệt chứ. Thôi ăn trụ đầu tiên đi cho mẹ. Xí đúng. Ui dồi ôi, đừng có thả cho đầu em. Your team has destroyed a turret. Ủa Ezreal ăn thì reset tiền mà, không sao không sao. Mà Ezreal ăn cái quả đó không thôi tôi cũng giết Riven cũng được 3 xị rồi. Riven W, tôi W nó hết combo rồi. Nó không có R nữa. Không dính ulti của con đó rồi tôi giết Ezreal liền. Tham cái trụ gì mẹ, không dính ulti của Ezreal đấy giờ tôi chết. Vậy ông Lee Sin này ông bị cuồng quá vậy. Làm cái gì mà chết hoài vậy ta? Ô má nó có red nữa chứ. Lên chơi này coi. Đúng rồi thì.
Thủ tao mới khui mà mày nói vậy. Reset tiền hả? Reset tiền là sao? Là khi bạn đang chơi game các bạn bấm nút reset ở máy tính thì nó là sao? Thì thằng Ezreal nó làm vậy. Giải thích nhỉ? Nó là như vậy đó. Đó là reset. Nó như reset máy vậy, khởi động lại từ đầu. Thì cái reset tiền nó cũng như là nó trở về ban đầu, là cái tiền nó trở về ban đầu á. Nó như vậy. Mà hiểu năm nay nó vậy là như vậy đó. Tôi đang gọi được có ẩn thân rồi. Nãy thì Á Đức đi mời giờ mang chơi mưa cầm sai lần Groza, khẩu Groza. Vứt K98 luôn đỡ luôn. Anh là nghiêm còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hứng hờ quá nên anh lo sợ bỡ vơ được chờ đôi mắt em ngại ngủ ngõ sang anh thân thờ bỡ phờ đôi mắt mơ anh đã cố để thay này tâm hợp xong rồi làm gì nữa thôi vô kiếm hả? Ta đang nằm giữa vòng với bộ đồ cỏ này. Rồi. Ủa ai mà mấy lần mà còn đóng cửa nữa. Mày làm mấy tắm sau. Mày biết là trời trong này đang mưa không? Rất là lạnh, ngoài cũng đang mưa. Mày thấy tao ở trần không? Ai nó ngu rồi đó. Mấy lần của con ạ. Mày thiện sao? Người yếu đuối vậy trời. Bật đi. Sao mày tắt? Tao mày đang được tao mới bật. Mày. không muốn tử kịp luôn. Hi hi. Đây mình đã ẩn thân luôn rồi nè. Ẩn thân rồi. Tao tàng hình rồi. Tôi tàng hình rồi. Ôi đánh từ đâu? Cần lưu cái gì á? 10 nước, 10 chiếc đậu xanh. Vãi nồi. Một cái gì vậy cha? Ô! No. Đừng đối xử với em như vậy. Ừ. Hên. Cứu em với. Trời ơi giỡn mà. Trời ơi. Ôi chu cho a. Trời ơi, cái gì đâu cái nón đâu rồi? Cái nón đâu rồi? Trời ơi cái nón. Cái nón đây rồi. Ôi cái nón ơi. Nón ơi. Mọi người có thấy tôi đòi nón gì không? Ôi, đó hoa tím rồi liu riu. Dòng sông nước chảy liu riu. Ôi.
Cái gì mà rột rồi? Trời, một thằng còn có 100, có 1.5 máu, một thằng còn full cây máu mà nói rột. Trời ơi, nghĩ gì mà rột rồi? Tôi không biết, tôi không hiểu là rồ chỗ nào luôn á. Tôi không hiểu ông nói rồ là rồ chỗ nào luôn á. Trời, nghĩ sao mà nói câu rồ giận thiệt chứ trời. Gọi là nice sư. Nice sư. Ông kia phun nước miếng ra nói lại đi nha. Ha, của người ta vậy mà ông nói rồ giận thiệt chứ. Má, sao tới còn gì không biết, tới con xe là miết nè. Lập mẹ cái mà lâu rồi. Ẩn sâu trong tôi trao lòng, tôi chỉ thấy có hai men phèo, biết em không thích nhai. Tao chỉ lấy cho em phèo nóng. Sâu trong tô trao lòng, anh chỉ thấy có hai men phèo. Giờ ai solo lại tôi nữa. Trong cái chiến trường công lý này là tôi là do kiếm rồi. Cái gì vậy? Rồi luôn. Bà mẹ nó lộn không ra. Lộn đéo đâu ngoài được, cay thiệt. Ủa, lộn không ra ngoài được, tức. Bà cái anh Tây, ổ anh Tây cố không hiện được cái hồi máu ta. Múa múa. Cho mày múa múa Soraka lại búp cái. Soraka lại búp cái rồi xong luôn. Trời. Giản trời. Trời ơi, nấu win nè. Stream tới mấy giờ vậy ngày thi? Chưa mới bật stream lên là anh hỏi stream tới mấy giờ rồi. Để ông đi đâu để ông về cái gì ông hỏi tôi để ông đi đâu.